Mình xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ về cái việc làm của mình. Thì bữa nay thì mình sẽ sửa cái bờ dừa này. Bờ dừa này thì lúc trước thì mình cũng có dời đất trên cái tiếng bờ này nè. Thì mình lấy đất cứng thì mình lót ở dưới hết rồi. Rồi mình mới dỡ lớp hai cái đáy ao bên đây. Rồi mình đưa đất vô đây. Nó cũng hơi thấy cũng hơi to to nè, nhưng mà khi xe mình lên á thì chút nữa nó sẽ dẻ nha, nó sẽ dẻ xuống á. Thì nếu có dư đất thì mình đem về bên đây, chỗ này cũng đang thiếu đất nè. Thì cái đoạn đó thì mình chừa lại để giờ thì cũng mới sáng à. Thì em trai nuôi tôm á thì đang ở trong trong cái túp liều ở đằng kia, thì đợi em trai sáng ngày cho người ta nghỉ ngơi rồi ăn sáng rồi uống cà phê rồi vẫn trưa trưa đi, rồi mình đặt cái bọng thì mình sẽ hoàn thành xong hai ao này để xong cho người ta trĩ bạc. Thì thời gian đó thì mình dỡ lớp đá với ao bên kia rồi ao bên đây nữa. Thì công chuyện còn ở đây cũng còn khoảng cỡ mấy ngày nữa mới rồi ở chỗ này, còn ao đó đang nuôi tôm nữa. Thì hôm qua thì cũng có em trai mà mướn đất ở đây nè. Em trai mình cũng phân tích cho em trai hiểu, thì em trai tính ngăn cái ao đang nuôi trển á, ngăn làm hai ao. Đây là mình chia sẻ thật sự thì ao đó ngăn là nó hao cái giờ dữ lắm hao. Tại vì nó không có cái đất để mình làm. Mình phải chuyển đất từ trên bờ suối đó, phía trước mình nè. Mình phải dời lên tì tì lên tới trên nhà tắm trên kia đó. Mà cặp cái nhà tắm đó thì cây không à. Người ta không cho lấy đất ở đó. Thì nó cũng đang thiếu đất chỗ đó. Là mình phải dời đất ngay chỗ cái bờ ngang đó, mình cuốn lên ngang tới nhà tắm trên kia luôn. Rồi cặp ở chỗ cái chòi đó có cái bờ lên nữa, mình nó cuốn đất đó mình dời qua nữa. Mà cái ao đó nó rất là bự, mà mình làm vậy là nó rất là hao giờ. Thì biết là mình làm ăn tiếng người ta mà, người ta kêu mình làm nhiêu. Nhưng mà mình phân tích lại thì mình nói em ơi, đất là đất mướn em. Em làm đất mướn mà giờ em làm vậy thì không biết em đầu tư nhiều quá thì thấy tội nghiệp em đó, em suy nghĩ lại đi. Rồi mình mới phân tích lại thì mình đây này, anh dời cái bờ như thế này thôi, anh dời lại anh làm bờ ngang này thôi, em thấy là cũng có giờ rồi đó, mà em dời cái đó nữa thì rất là hao giờ đó em suy nghĩ lại đi rồi trả lời anh. Thì em trai nói ừ anh nói vậy thôi đi anh ơi, em cũng bắt mướn mà giờ thôi ao đó anh làm cho em một ao thôi, rồi em từ từ em tính. Thì em trai cũng chịu, chứ làm ăn tiếng làm vậy đất cũng mướn nữa, mình làm vậy mình thấy cũng hơi xót ruột cho mấy anh chủ đất quá. Lập đất nhà thì mình làm được. Sáng là mình chia sẻ rồi đó, mấy bạn xem, mấy bạn đừng nói mình tào lao các bạn. Mình làm giờ người ta mà. Sao người ta mướn mình không làm. Thì mình phân tích gì đó, nếu người ta chịu làm thì mình làm thôi. Em trai đó thôi đi anh ơi. Thì cái lúc mà mình gom đất lại á thì đất nó cũng hơi dạt ra, nó không có đều cái bờ á. Thì mình bò xe lại phía trước rồi nè, cái đi tới đâu cái mình mới hốt đất ở hai bên hông rồi nè, thì mình mới rải ở phía trước mình, thì rải để cho nó bờ nó có cái mặt bờ á. Bên đây mình cũng mới làm rồi, giống như là mình gom thế này nè, mình gom về thì chút nữa mình bận ve ra rồi mình sửa bờ nó dễ hơn. Góc hai bên thế này thì mất khoảng cả 45 phút giờ đất, rồi vuốt hai bên cho nó đều hết luôn. Thì anh ở mướn đất đây nè, thì mình lấy cái thời gian mà mình dời cái bờ đó, dời cái bờ lúc sáng mình có chia sẻ đó, để mình làm mấy này cho nó tỉ mỉ và nó đẹp hơn. Tại hôm qua mình có hỏi kỹ, hỏi vậy nè, mình hỏi em ơi, mình phân cái ao đó ra rồi em mục đích để làm cái gì? Thì em đó mới nói một câu mình mới không có làm. Em đó nói
tại vì ở bên trong cái giáp nhà trong đó đó anh, em sợ nước mưa trên nhà ta xài ba cái chất thải á, rồi nó dơ á anh, sợ cái ảnh hưởng với tôm em. Cái mình mới nói vậy thì có gì đâu em, để sau này nữa anh lên sửa bờ á, rồi anh làm cái bờ đó cho nó cao lên, nó cao lên rồi em nước nó đâu có rạn đâu, em sợ. Cái nó ồ vậy hả anh, rồi vậy vậy đi, rồi cảm ơn anh. Nó mục đích của em là sợ nước trên nó chảy xuống thôi, rồi em mới phân cái ao ở trên nó ra. Bạn tính đi phân một cái ao vậy là tiền là tính ra có mấy chục triệu á, chứ phải ít đâu. Với lại đất mướn á các bạn, đất mướn mà không phải đất nhà đâu, mướn 3 năm thì trả anh ta rồi. Bên đây mình sửa được một bên rồi, thì để mình canh cái mặt bờ này thì mình sửa làm sao mà phải cho nó có 2 mét mấy á. Như thường thường thì mình làm cái này thì lúc mà mới biết chạy thì thường người ta nói canh theo xích đồ sửa bờ mới ngay rồi, còn như mình giờ đâu có canh theo xích gì, giờ mình cứ nhắm mình làm thôi chứ không có canh theo xích gì hết trơn. Đôi lúc mà vô mình chạy thì nó quen thì mình khi mà nó hơi cong cong ở đỉnh thì mình cũng nhận thấy rồi, chứ không có cần phải canh theo xích gì đâu. Lúc mà mới biết làm thì mình mới canh thôi, làm từ từ mình canh. Cái này á, nó chỉ khó nhất á, đây mình phân tích cái khó thôi, chứ mình thì mình làm được. Khó nhất là khó dách bên đây nè, dách bên đây mình canh làm 7 cái là chút nữa là nó đi. Tại vì mình ngồi như thế này nè, là mình vuốt cái lề nằm ở bên mé bên đây nè, mình khó canh á. Nên á, mình canh thì mình canh sao mà cho cái răng gào bên trái mình nè, mình cho nó lĩa vô mình như này nè, nó mới ngay được. Chứ mình làm tài xế mà cứ mình lên trên mình làm một cái clip mà mình cứ nói trời ơi, bờ nào ông cũng nói khó hết trơn, trời ơi, làm tài xế làm chi. Đây là không phải vậy, ý là mình phân tích cho mấy bạn mà đang tập chạy, mấy bạn mà mới vào làm á, nhiều khi mà mới vào làm mình đưa mấy bờ vậy bạn làm không được đâu, làm được mà lâu dữ lắm, lâu làm cái bờ này nhiều khi làm cái ngày chưa xong. Còn khi mà mình biết làm rồi á, mình làm ở bờ mình làm giống như bình thường thôi, chứ không có gì mà tâm lý hết trơn. Nhiều khi mình mà lúc mà mình mới vào nghề á, tối mình ngủ đâu có được đâu, nằm lăn qua lăn lại mình suy nghĩ mình làm sao cho nó lẹ mới được. Chứ bờ giữa nó khó làm dữ lắm, theo mà bờ giữa như vậy nè là mình vuốt ép á, bờ bự á, đủ đất á thì nó dễ làm hơn, tại vì lúc đó thì mình chạy tới chạy lui mình canh mình chỉnh được.
còn cái này mình làm trực tiếp luôn mà mình trực tiếp có nghĩa là sao, nghĩa là khi mình làm tới đâu là mình không có nào mình sửa lại được á, tại vì sửa rồi nó sạc, nên mình làm tới đâu mình coi là nó phải thẳng tới đó, nó khó vậy đó. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn thì đã lắng nghe mình nói, mình phân tích cái việc làm của mình. Thì thôi thì mình cũng xin mời tất cả các bạn thì xem mình làm. Ống đó thấy ngắn không em, vừa đủ hả? Vừa luôn ha. Khúc bên đó đó. Khúc nào? Này hơi thiếu rồi, em thấy cho ra nữa mới được. Ra đây dài đi em ơi, nữa mình dễ chỉ bạc rồi nữa. Đi. Cho đủ bên đó đi. Rồi em đây nói phải không? Đủ coi đi, rồi vài bữa ngạo đi, làm đây. 7777 làm luôn anh sửa bò luôn à. Ừ, làm luôn chứ đâu có sửa được. Phải chứ không? Ừ, mua làm chi? Lấy khúc đó nhét ra được không? Hả? Em lấy cái bao em trùm lên cho anh. Trời ơi, đi bên đây là tôm mà có gì đâu em. Hay là tôm mà dễ đâu xây. Ừ, nhét đại sâu đi rồi mình lấy hai bao mình dằn lại rồi rồi chút nữa em lấy cái cây cầm hai đầu anh nha. Chở chạy luôn, chở cây tao đẩy vô chạy hai nha. Rồi nữa vô nữa để đập cái hào nó mới vô. Ừ rồi vậy ngon lành rồi đó. Rồi xong em lấy bao nha, lấy bao em úp lên chỗ đầu đó anh nha, lấy hai bao nhét trong đó đi, nhét lại ô sâu vô đi, rồi lấy hai cái cây cầm dùm cho hai cái đầu bọng luôn nha. Ừ, làm cái bờ này tính ra mất hết gần một buổi sáng. Mấy con sao? Mẹ.
mà nó phải mắc vậy nha. Cái ao mà mé mình đang làm á thì mình cũng xin chia sẻ, thì ao này đất hiện tại nó cũng còn hơi nhão á, thì mình hiện tại mình chòm thì mình sửa cái bờ này cho đủ đất đi, còn mé bờ đó thì đất này nếu dư đất thì mình chuyền ra ngoài mình bỏ mãi, chứ phần các bạn biết sơn do đất nó nhão quá, mình bỏ nhiều đất lại quá cái bờ nó chứa đâu nổi đâu, nên thà mình chuyền bao đất nhão này mình đổ ngoài, còn với lại phần cái bờ ngang này cũng đang thiếu đất nè, đưa qua đó, nhưng mà chỗ này thì mình đất cứng nè, và chỗ này là cái bờ cũ của nó thì có đất cứng, còn nó bị nhão nguyên một phần ở phía trước mình á, chứ đất nhão đó mình đưa vô bờ này biết nào mình sửa bờ được. Chỗ này sau này làm cái chòi được không nữa, để mình đi tới một chút coi nó có đủ độ rộng không, chứ chỗ này có cái giếng nữa, làm cái bờ chỗ này thì nó hơi cong rồi hẹo chứ nó không có ngay được, phải đừng có cái giếng này thì mình né được. Cái giếng này là cái giếng nước mặn, nước mặn rồi để người ta khi mà người ta nuôi tôm á, rồi nước mùa mưa này nè thì nước ngọt, rồi xong cái người ta mới bơm nước mặn xuống. Thôi thì mình cũng xin tạm dừng ở đây, thì các bạn xem kênh á, nếu các bạn thấy thích mình á thì các bạn đăng ký kênh, thì đăng ký là toàn bộ miễn phí hết, thì khi mình ra một cái clip mới á, thì nó sẽ hiển thị vào cái chuông thông báo của tất cả các bạn. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn.